Ô là là, một chạm bật tường luôn nè. Nhận bóng bẻ sườn đối thủ, vi mu bằng hai chân. Ây da, ở trong nó có cục gạch hay gì á. Mất bóng một cái, đi qua hai cầu thủ đội bạn luôn. Hay lắm ơi. Nhá một cái, sau đó lắc giữa. Rabona. À, ngược lại. Đường chuyền máu ơi. Dứt. Bắp Ngô Kiên Huy. Yeah. Thành Lukita đường chuyền ngang cho Hoàng Tôn. Dứt điểm góc hẹp. Hôm nay pha thầy giáo siêu xuất sắc luôn. Kỳ khoa ơi, ôi sao vậy? Nằm luôn à? Tôi là Thi Freestyle. Hello anh em. Nay lại có trận banh tại sân em. Chung với bên em đội Stipin and Pizza. Mọi người hôm nay đi đông quá trời luôn. Có photographer chụp hình luôn. Có cổ viên ngoài đây nữa. Trời quá đã luôn. Quá tuyệt vời luôn anh em ơi. Giờ thì hay vậy thôi. Tới cũng hơi cận giờ, trễ chưa kịp giới thiệu mấy anh em trong đội có những ai nữa. Rồi chuẩn bị đá luôn rồi. Thôi đợi giới thiệu sau ha. Trời ơi. Đá bị đuổi bên như vậy. Hay ngày cấp tốc, chưa thấy ổ luôn. Vớ này thì có link trong phần mô tả. Vậy thì Thanh Hùng của sàn thẳng tiến. Em đi trước em đi. Hả, em đi trước hả? Rồi, tôi giục cái đống này ở đây, lát nữa tôi thử. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Mọi người chụp hình, mọi người chụp hình kia. Mọi người chụp hình kia, mọi người chụp hình kia. Thôi tôi vô chụp hình đây. Ok, hello Tôn. Stipin and Pizza FC hôm nay đón tiếp hai khách mời, đó là Ngô Kiên Huy và Hoàng Tôn. Trời ơi, này có ai chơi? Up. Chị Mì Si, Hoàng Tôn. À, chủ tịch đây rồi. Lâm Rô Béo và Khoa dưới kia. Mềm xèo à đúng không? Không, em lắc rồi, lắc rồi. Ở trong nó có cục gạch hay gì á. Đổi chiếc khác ơi. Nó cái cục vậy chồng. Trời, cái gì nghe cạch cạch vậy? Dẫu banh có thế nào thì tôi vẫn freestyle được nha. Khởi động luôn nè. Around the world, crossover. Easy AK. Coi bắp chỗ tài giống tôi nè. Nào ơi, ô. Vậy. AK gì lạ vậy? AK gì lạ vậy? Rồi ok. Rồi đá đi, nói gì. Ok, tiếp tục thôi. Ao xài tích qua người. Ây chà, không được rồi. Kiếm 30k nhưng không thành công. Bắt bài đường chuyền nè. Trời ơi, vô tình luôn. Úi chà, gãy hết luôn trời. Hay quá Khoa ơi. Tấu Khoa, tấu Khoa. Liên tiếp là hai pha cứu thua xuất sắc của Khoa thầy giáo. Vừa mới vô sân thôi mà mấy anh em quăng miếng hai rồi đó. Nè. Xung quanh bí hết. Trả về cho Kim Messi. Xuất xa. Kệ anh ơi. Tốt kiên. Khứa Long. Bóng đã nằm gọn trong tay thủ môn Khoa thầy giáo. Racing luôn. Trời. Ô là là, một chạm bật tường luôn nè. Nhận bóng bẻ sườn đối thủ, vi mu bằng hai chân. Ây da. Không nghe tiếng còi của trọng tài. Thôi không sao, cắm đầu quay về phòng ngự thôi. Cùng xem lại pha này nhé. Thế anh em thì pha này có phạm lỗi hay không? Để lại một bình luận nhé. Hay. Đi Tôn. Cơ hội đối diện thủ môn. Dứt điểm. Không vào. Nhận bóng bằng chân trái. Lắc bóng bằng chân phải. Xoay về sau lưng. Tiếp tục là chuyển hướng. Ok, múa nhiều đó được rồi. Chuyện thôi. Thuật lại lời của ấp. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Cái gì vậy? Đã. Rồi xong, một đường chuyền không có địa chỉ. Trời ơi.
Đĩa banh lâu lâu tối hài cũng vừa anh em à. Bột chạm luôn nè. Hay lắm, 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 lắm. Lắm, lắm. Lâm rồi béo. Thả đáy chân nghiêm xuống Quyết. Ra đây được, ra đây được, ra được. Ok Quyết. Đây, đây, đây. Ôi. Đá mà tấu hài quá vậy. Và đá phạt góc của Bắp Ngô Kiến Huy. Chết xa ngang trong gang tấc. Trời ơi. Quá lắp đi. Thôi được rồi. Tôi không biết là đá hay tấu hài nữa. Phản công cho Blue Team. Xích xa ngay sàn ngang, bóng đã sượt nhẹ vào tay thủ môn. Ok, tấu hài như đó đủ rồi, đã đàng hoàng nha. Rồi, chim sau lưng can thiệp kịp thời, dắt bóng ra biên, nguy hiểm đã trôi qua. Kiên kìa, kiên kìa, quá tốt. Hãy tốt, 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 tốt. Đường truyền cho anh Lâm Rô Béo, dứt điểm không vào. Tiếp, 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 tiếp. Lâm, Lâm, Lâm. Kim Messi cắt bóng tốt, cơ hội phản công. Nhá một cái, La Quetta dứt điểm. Trời ơi tẹt. Lúc kéo chân phải qua, chân trái quơ hơi chậm. Tiếc quá xa tiếc. Chạy về thôi, chạy về thôi, hết rồi. Chạy về á. Ở đây hai cầu thì chạy đi đâu. Lớp bóng qua đầu. Hey. Lên chiên. Yên bên trái đang chống trải nha. Thả biên liền. Nhìn cứ tưởng là truyền cho trọng tài Đăng Nguyễn. Dứt điểm chân trời trái. Dệt cục dọc. Tự thôi. Nhận bóng bằng gầm, mở ra biên phải. Nhìn kiên, nhìn kiên, nhìn kiên. Hoàng Tôn. Về được Lâm. Hay. Kiên, kiên. Lên, lên Lâm, lên Lâm. Nhận bóng ra trước mặt. Tiếp tục thả đáy cho Kim Messi. À, ngược lại. Đường chuyền má ngoài. Dứt. Bắp Ngô Kiến Huy. Yeah. Siêu phẩm vào góc cao của Bắp nha. Kệ Lâm ơi. Thôi thôi. Cùng xem lại pha này nhé. Bóng khởi nguồn từ Bắp Ngô Kiến Huy. Qua chân của mình thì Freestyle chuyền cho Hoàng Tôn. Hoàng Tôn tiếp tục chuyền cho anh Lâm Rồ Béo. Bước 1-2. Bây giờ là Kim Messi. Trở về cho Thi Freestyle. Tiếp tục dẹp bóng lên cho Kim Messi. Một pha vẫy bóng ngoài cho Bắp Ngô Kiến Huy. Dứt điểm. Trời ơi, anh em thấy hay không? Hay thì nhớ like cho clip này nha. Và anh em thấy bàn thắng vừa rồi của Bắp như thế nào? Comment đi, comment đi. Bắp ghi bàn xong cũng không quên tấu hài nữa. Tiếp tục nhận bóng. Tiếp tục dắt bóng. Tiếp tục quay lên. Sau đó tiếp tục quay về. Hôm nay đã quệ tiền dữ trời. Lập, 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 lập. Ôi tôi ơi. Ủ quá. Tình huống đá biên ở hành lang cánh trái. Đường tạt bóng của Kim Messi. Một chạm luôn. Trời ơi. Bóng mà đi ra hai góc đã có siêu phẩm vô lê rồi. Tiếp tục có bóng. Tiếp tục dắt bóng. Tiếp tục lắc bóng. Tiếp tục xoay bóng. Rồi chuyền. Lối đá của tôi hôm nay nó lạ lạ vậy ta. Anh Lâm Rô Béo. Dứt, dứt. Bắp Ngô Kiến Huy. Hay. Replay, replay, replay. Thì Freestyle chuyển hướng 360 độ. Chuyền bóng ra biên. Và ngay sau đây là cú dứt điểm một chạm của Bắp Ngô Kiến Huy. Hơi cao. Quan sát sau lưng trước khi nhận bóng. Chọt khe chân trái cho anh Lâm Rô Béo. Lúc này thì Chim Hải Phương đã vào sân. Tiến lại gần để phối hợp. Bức tường một chạm. Ai 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 ai. Về luôn. Kiên kìa. Rồi thôi. Hai người chúng ta ơi. Lâm Rô Béo rời sân, Nhật Linh vào sân. Vẫn là Thi Rui quan sát sau lưng trước khi nhận bóng. Ô là la, số 11 Steven dứt độ. Bắp Ngô Kiến Huy chuyền bóng rất hay cho Hoàng Tôn. Một mình giữa vòng vây ba cầu thủ áo xanh. Liên tục là những pha đập giả của cầu thủ áo đỏ trắng. Ây da, phạm lỗi rồi.
cùng xem quả đá phạt này sẽ như thế nào nhé. Di chuyển xuống cột 2, về đây chống trái nè. Đã bị theo rồi. Cú dứt điểm thẳng. Trời ơi, gãy luôn. Tấn công cho cao thủ áo bít xanh. Cơ hội đối diện thủ môn. Dứt điểm. Không vào. Cú phá bóng ngay trên mặt vôi của bắp Ngô Kiến Huy. Cú chí villa của Hải Phương. Inside touch bằng chân trái. Dẫn bóng tốc độ hành lang cánh phải. Ripton. Rabona nhả về tuyến 2. Đỡ bên chim. Di chuyển ra biên. Tiếp tục một cú Rabona nữa. Cơ hội đã trôi qua. Xem lại pha này cái nào. Sử dụng Rabona chân thuận thay cho cái lòng chân nghịch. Bóng không tới được chân của Hoàng Tôn. Tiếc ghê. Ây da, ây da, ây da. Thời cơ lấy bóng đây rồi. Ok, ba con dê. Ây chà, pha này một chạm ra bên trái thì hay hơn. Nhất. Hai anh. Ngay sau đây là pha phối hợp của chim Hải Phương và Thành Nhật. Ai, giữa được, giữa được, giữa được. Dứt điểm. Hơi cao. Đã sệt sang cục xa, có Messi đang chờ sẵn. Lúc này trên sân là cậu trẻ của Slipin, toàn cầu sinh năm 2K thôi. Để chim hay. Anh em nghệ sĩ thì rời sân hết rồi. Mình cũng ra sân luôn, còn thế là số 8 thành Lukita. Ô là là, dịch bóng hay quá. Và người ghi bàn là Thành Nhật, một pha chạm bóng rất tinh tế. Kết thúc hiệp 1, anh em Slipin gác hai trái. Trọng tài này từng đá chuyên nghiệp nè, phải quay mới được. Và đây là nhà vô địch goalkeeper mùa 6, Đăng Nguyễn. Rồi biết rồi, nãy giờ chưa đập tay. Hey. Hello em. Yeah. À hello anh Thi, lâu quá mới đá lại. Quá thầy giáo. Thành Nhật 2K. Quỳnh Phương. Lên Lâm ơi. Manager Vũ Văn Lâm. Hồ Anh Thảo. Lần nào cũng giới thiệu đội ngay phần giữa hiệp hết. Kèo trái 2K, Nhật Linh. Hay quá Linh ơi. Hay quá, đập tay cái thôi. Trời Thành ơi, đá gánh nha. Dạ ok. Còn em tên gì ta? Ok Bảo. Và đây là photo guộc nha. Hay quá, có hình đẹp. Có hình đẹp từ chén bùi. Ok, cảm ơn anh. Cameraman của tôi, Văn Nguyễn. Kỹ rồi, hợp đồng chọn gói trên kênh YouTube của Thi Tài Soccer luôn. Oh, bên kia American International Hospital. Tiếp tục hiệp 2, trong sân là tổ 2K của Stephen, Thành, Nhật, Linh, Bảo, Phương. Có mỗi anh Lâm là 87 thôi. À quên, thủ môn khoa thầy giáo hình như 91, 92 gì đó. Cú dứt điểm chân phải của Thành Nhật. Xích tí là có cú đúp chè mày. Tổ trẻ có vẻ như là chiếm thế trận hoàn toàn. Anh Lâm rồi béo. Gặp bóng hay. Trở về tiếng 2. Trời ơi, bàn bật một chạm quá hay luôn. Tạt bóng. Đã bị thủ môn cản phá. Thành Lukita. Xoay người hay. Rất nhiều động tác giả. Lâm rô béo. Vấp bóng té là một đống luôn. Cơ hội cho Thành Nhật. Trở về tuyến 2. Một pha đập nhã rất gọn gàng của Thành Nhật với Huy Bảo. Tiếp tục là một cơ hội nữa của các thủ Sipin and Biza FC. Hai bàn thắng diễn ra rất chóng vánh. Tiếp tục là Thành Nhật ở hành lang cánh trái. Khứa Long kỹ thuật. Ngay góc. Ghi bàn liên tục luôn. Dã man. Pha cắt bóng tốt của Thành Nhật. Phản công cho các thủ Sipin. Thành Lukita. Ô là là, người chạm bóng cuối cùng là Hoàng Tôn nha. Bây giờ là Nhật Linh. Hành lang cánh trái của đội bạn liên tục bị khuấy đảo. Như vậy là đã có bàn phản lưới nhà của team xanh. Ta da, bầu Nghiêm Xuân Quyết đã trở lại thi đấu. Dứt điểm. Hơi thi chính xác. Huy Bảo chuyển lên cho Hoàng Tôn. Khứa Long kỹ thuật. Không qua được tay thủ môn với mái tóc siêu xây già. Tình huống 3 đấu 2 của team xanh. Dứt điểm. Không vào. Thêm một cú đá nữa. Không vào. Bóng đã nằm gọn trong tay thủ môn khoa thầy giáo. Một pha phất bóng rất dài lên cho Quỳnh Phương.
vẫn là Vinh Phương. Hậu vệ Vinh Phương đã lên rất cao, được chuyền ngang cho bầu Nghiêm Xuân Quyết. Như vậy là bầu Quyết đã có bàn thắng trong trận này. Quá trời hay luôn, và cũng không quên dành lời khen cho thủ môn Khoa Thầy Giáo. Ta-da, mình đã trở lại sân thi đấu. First touch này lạ quá. Tính chọt khe cho chim Hải Phương, nhưng thấy hơi khó, đành phải quay về. Kiểm soát bóng bằng gầm. Phát Rabona đường chuyền lớp bóng cho đồng đội. 1, 2. Cái nữa. Phát Rabona cái nữa. Chuyển qua biên phải đang trống. Trời ơi, đội bạn đỡ hụt làm đồng đội gãy luôn. Hay quá. Pha sàng bộ rất tốt của Pha Thầy Giáo, nhưng cơ hội vẫn còn. Tốt quá. Pha cắt bóng tốt của anh Lâm Rô Béo. Mất bóng một cái, đi qua hai cầu thủ đội bạn luôn. Hay Lâm ơi. Đường chuyền ngang của Hồ Anh Thảo. Nhiệm vụ ghi bàn là quá dễ dàng cho chủ tịch Stipin. Cùng xem lại nhé. Nhìn từ góc này là thấy rõ anh Lâm vấp bóng nè. Quà luôn hai cầu luôn, hay quá trời ơi. Và chủ tịch Nghiêm Xuân Quyết đã chọn vị trí ở cột 2 rất tốt nha anh em. Một cú đệm lòng đơn giản gọn gàng. Hai trái rồi đúng không? Còn trái nữa. Well well well, cơ hội 4-2. Nhận bóng và quan sát, tung đường chuyền ngang cho bầu Quyết. Không được rồi. Cắt bóng nè, phản công. Nhá một cái, sau đó lắc giữa. Rabona. Cú sút của đội bạn. Khoa. Khoa Thầy Giáo ném bóng phản công. Quan sát sau lưng rồi nhận bóng bằng chân phải, chuyền bóng bằng chân trái. Hai chim. Cơ hội dứt điểm góc hẹp cho team xanh. Kê Khoa ơi, ôi sao vậy? Nằm luôn hả? Dạ, sao không? Đây, đây, đây. Làm sao? Kiểm soát bóng ở bên phải, quan sát, chuyền cho đồng đội. Hay lắm. Dứt anh. Quyết. Inside touch vào giữa. Pha này mà mình thuận chân trái là khứa lòng luôn rồi. Giữa đâu? Trời. Hết giờ luôn. Trời, dễ dữ quá vậy. Phút sau đá, ráng đá qua anh mà không tới. Ok, cảm ơn. Ok. Cảm ơn. Cây Hoa hay quá Hoa. Cây Tôm. Cây Thảo. Thêm một trận banh nữa cùng với mấy anh em Zip Bin and Pizza FC. Áo giống áo Rothschild, đỏ trắng rồi. Nói chung là bữa giờ cũng ít đá do ở nhà dựng clip cho anh em xem á. Tuần đá được trận nên cảm giác bóng nó cũng không thực sự là tốt cho lắm. Nhưng may quá có đồng đội gánh. Vậy nha. Anh em thấy hay nhớ like, đăng ký kênh, nó chờ clip mình trong thời gian tới. Mình là Phạm Thi, chào gặp lại. Bye bye.